xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ trung tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Nhật Phúc và Nhật Bảo Minh xin chào quý khán thính giả đến với chương trình Sống Đời Sống Phật trên đài BC ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng trên đài 57.8 và Galaxy 19. Hôm nay chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý, Ngài là Viện trưởng của Chùa Điều Ngự, và hy vọng với những chia sẻ, giảng dạy về giáo pháp của Thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn để có được một đời sống thật tâm linh và an lạc. Giờ này xin mời quý vị theo dõi chương trình. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con chào Thầy ạ. Di Đà Phật xin kính chào cô Nhật Phúc và cô Nhật Bảo Minh. Kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IPC TV. Thưa Thầy, show vừa rồi Thầy đã cho chúng con hiểu thêm về kinh nhân quả ba đời, cũng như là những thế là tam thế của kinh này, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Và xin Thầy tiếp tục giảng về những lời dạy của Đức Phật đối với những người tỳ kheo ạ. Cảm ơn cô Nhật Phúc. Thưa quý vị, sau cái lời thưa tình của Tôn giả A Nan, tức là Khánh Hỷ. Khánh Hỷ là dịch nghĩa từ A Nan. Khánh Hỷ ở đây tức là một cái niềm vui tuyệt đối. Niềm vui nó vượt lên trên những cái phạm trù đối đại. Nó vượt lên trên cái triết lý nhị nguyên, còn có phân cách, còn có cao thấp, còn có tốt xấu vân vân. Đây là một cái niềm vui tuyệt đối, nó xuất phát từ cái sự hoan hỷ ở nơi tâm thức của một bậc thánh tăng. Đức Phật đã trả lời cái câu hỏi của Tôn giả Khánh Hỷ, tức là Tôn giả A Nan như thế này: lành thay, các thầy hãy lắng nghe. Bây giờ ta sẽ nói rõ, đó là hết thảy nam nữ, già hay là trẻ trên thế gian này. Có người thì bằng tiền, có người thì giàu sang, có người thì phải thọ nhận cái sự đau khổ lớn lao, nhưng mà có người thì hưởng được những cái phước báo rất là bất tận. Tất cả những cái việc này đều là do cái quả báo của đời trước. Muốn có được những cái quả báo tốt đẹp thì cần phải làm những cái việc gì? Trước tiên là phải hiếu thảo và tôn kính cha mẹ. Và tiếp đến là phải kính tinh ba ngôi tam bảo. Thứ ba là đừng có sát hại, mà hãy phát tâm phóng sanh. Thứ tư là cần phải ăn chay, cần phải phát tâm bố thí. Những cái việc như vậy đó, nó sẽ tạo những cái hạt giống tốt, nó tạo những cái phước báo lớn lao cho đời sau. Và đó là cái lời dạy ở cái phần đầu của kinh nhân quả mà Đức Phật đã khai thị. Thì qua cái lời dạy này, hai cô có những cái đóng góp hay là có những cái câu hỏi gì hay không? Dạ, thưa Thầy, thì câu đầu tiên mà Đức Phật đã nói là trước tiên là phải hiếu kính cha mẹ. Thì con nghĩ lại là trong năm, mỗi năm thì chúng ta đều tổ chức lễ Phật đản, và sau đó thì chúng ta lại tổ chức lễ Vu Lan. Thì lễ Vu Lan là lễ báo hiếu cha mẹ, và con cũng hay, hồi nhỏ con cũng hay thấy là có những bản mà mấy bác trong chùa làm nên, nói là
hiếu tâm là Phật tâm, hiếu đạo là Phật đạo. Rồi ở trong gia đình Phật tử thì gia trưởng của đơn vị điều ngự có kể một câu chuyện là có một ông này, ông đi tìm Phật, mà ông cứ đi tìm hoài, ông đi bao nhiêu tháng ông đi tìm hoài ông không thấy. Rồi ông gặp một vị con không nhớ rõ chi tiết, nhưng mà một vị thầy hay vị nào đó nói là người muốn đi tìm Phật thì cái người á mà ông gặp mà mang hai chiếc mà nó không có đúng á, không phải là một cặp với nhau á, là mình biết đó là Đức Phật. Vậy thì bao nhiêu chiếc dép dạ đó là Đức Phật. Rồi ổng đi nhiều ngày nhiều tháng quá rồi, ổng cuối cùng ổng cũng phải về ổng kiếm ăn. Thì khi ổng về thì người mẹ nghe tiếng ổng thì chạy ra lật đật mang hai đôi dép, không có kể là dép nào hay dép màu gì hay gì đó hết, chỉ chạy ra. Và trước tiên là ổng đang đi ổng đang coi chân người ta, tại ổng đã quen rồi. Rồi ông thấy là người mẹ mang hai chiếc dép hai hàng hai khác nhau á, rồi ông mới quỳ xuống, ông mới đó là nhà con xin đảnh lễ với Đức Phật, với Phật là rồi bác gia trưởng thì hỏi các em oanh vũ tại sao cái câu chuyện này á, là có ý nghĩa gì, mục đích của nó là gì, và cho các em về suy nghĩ. Chính con cũng chưa chắc là cái câu trả lời của con là đúng, tại vì con cứ nghĩ là vậy thì người mẹ là một người Bồ Tát rất là hy sinh cho đàn con và luôn luôn chăm sóc cho con, không kể là tháng ngày hay là nắng hay là mưa gì đó, người mẹ vẫn hy sinh cho con. Hay là có thể là chúng ta không nên đi tìm Đức Phật đâu xa hay một vị Phật đâu xa, mà người bình thường cũng là Phật. Tại vì khi Phật sanh ra cũng là một em bé bình thường giống như mọi người, không phải là một người thần thánh. Thì hai cái câu trả lời đó, câu nào là đúng, hay là nếu có những câu trả lời khác đúng thì thưa Thầy giảng dạy cho con. Tại con thấy trong đây hiếu kính cha mẹ là câu đầu tiên. Cảm ơn cô Nhật Bảo Minh. Thưa quý vị, đó Đức Phật thường về hiếu hạnh là Phật hạnh, hiếu tâm là Phật tâm, và hiếu đạo chính là Phật đạo. Ngài còn dạy là phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, có nghĩa rằng là Đức Phật còn tại thế thì giống như là cha mẹ còn sống ở đời. Cha mẹ còn sống ở đời thì phải kính trọng, phải phụng dưỡng, phải hết lòng làm tròn cái chữ hiếu đối với cha mẹ. Chứ khác nào như là mình tôn kính, mình cúng dường chư Phật khi mà chư Phật còn tại thế. Cái lời dạy này chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy đạo Phật xem cái chữ hiếu là cái chữ rất là quan trọng. Cái hiếu hạnh đứng đầu trong muôn hạnh, và đặt cái vị trí, cái vai trò của cha mẹ ngang hàng với cái vị trí của chư Phật. Nếu mà không có cha mẹ, dù chúng ta thông minh cách gì, chúng ta cũng không thể khôn lớn, trưởng thành được. Nếu không có cha mẹ, thì chúng ta không thể trở thành những người hữu dụng đối với xã hội. Đó chính là cái lý do tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta phải kính trọng, phải tôn kính, phải vâng lời, đừng làm bất cứ điều gì khiến cho cha mẹ của mình phải tủi nhục, phải buồn khổ, phải lo lắng, mà ngược lại luôn luôn lúc nào cũng phụng dưỡng cha mẹ. Cái quan điểm hiếu thảo của Phật giáo nó khác với cái quan điểm hiếu thảo bình thường của thế tục. Nó khác ở cái chỗ nào? Ở thế tục thì chỉ khuyên con cái phụng dưỡng cha mẹ, vâng lời cha mẹ, học hành cho thật giỏi để làm vinh hiển dòng họ tổ tiên. Nhưng mà trong Phật giáo thì cũng khuyên như vậy, nhưng mà xa hơn. Đức Phật dạy chúng ta ngoài cái việc phụng dưỡng cha mẹ trên mặt vật chất, còn phải cùng với cha mẹ hướng đến chánh pháp để tu tập. Lý do tại sao? Bởi vì bây giờ mình có cấp dưỡng cha mẹ hàng tỷ đi nữa thì điều đó không có thể giúp cho cha mẹ của mình hết cái việc gọi là sanh già bệnh chết, không thể giúp cho cha mẹ thật sự hạnh phúc an lạc. Bởi vì
dù là tỷ phú vẫn có những cái niềm đau riêng, vẫn có những cái khổ riêng, vẫn có những cái lo lắng, những cái bất an. Cho nên chỉ có việc nỗ lực tu tập đúng với chánh pháp thì mới giải thoát cái vòng luân hồi sinh tử trong ba đường sáu nẻo đầy khổ đau. Do vậy mà là những người hiểu được những cái đạo lý mà Đức Phật đã khai thị thì chúng ta cố gắng làm tròn cái chữ hiếu của mình trên hai phương diện. Thứ nhất là vật chất, thứ hai là tâm linh. Yeah. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới làm tròn cái chữ hiếu của mình và trở lại đó. Thì mình phải xem cha mẹ như là xem Phật. Điều đó có nghĩa rằng là mình hiểu được cái ân đức sanh thành dưỡng dục thâm trầm của cha mẹ là một cái gì rất rất là to lớn, không thể dùng bất cứ một cái mỹ từ nào để có thể tuyên xưng, để có thể biểu đạt một cách trọn vẹn. Là Đức Phật muốn chúng ta phải thấy được cái điều đó để làm sao mình phải hoàn thành cái hành hiếu mà Đức Phật gọi là hành Phật. Dạ, yeah. Con cảm ơn Thầy. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật phần 1 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn xưa.